Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái lọ thuốc diệt kiến. Thuốc diệt kiến thì sẽ giúp chúng ta diệt những cái loại kiến, mối. Và cách dùng của sản phẩm rất là đơn giản, chỉ cần rõ 5 đến 7 giọt vào cái đường đi hoặc là nơi trú ẩn của kiến gián. Sau khi chúng ăn mồi thì thuốc sẽ lan truyền vào và làm chết cả cái đàn kiến luôn. Thành phần của cái sản phẩm là hóa chất sinh học, mật mía, hương phấn hoa và phụ gia bảo quản. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn gel khóa môi. Gel khóa môi này của mình có công dụng đó là khi chúng ta thoa son lên ấy, chúng ta sẽ bị trôi cái lớp son của chúng ta. Và cái lớp gel khóa môi này sẽ giúp cho cái lớp son của chúng ta được bền hơn ở trên môi. Và với thiết kế như là một cây son là rất là tiện dụng. Sản phẩm này của chúng ta sẽ có dung tích đó là 4 ml. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái bông xanh. Bông xanh này của mình đó là một chiếc bông nở. Khi chúng ta ngâm vào nước chỉ trong vòng 1 phút thì là cái bông này đã nở tròn ra, thì sẽ tạo một cái miếng mút tròn giúp chúng ta lau mặt hay chúng ta có thể làm vệ sinh cái làn da của chúng ta được tốt hơn. Và sản phẩm này được làm bằng bông xốp nên rất là mềm mịn và không gây ảnh hưởng đến cái da mặt của chúng ta.